Lê Vi Ký, chương 2, tế lễ chay. Khi có một người dâng cho chúa một tế lễ chay, lễ vật phải bằng bột lọc mịn, người phải chế dầu và đặt nhũ hương lên trên, rồi đem đến cho các thầy tế lễ, con trai Azon. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc, chế dầu và tất cả nhũ hương đem thiêu trên bàn thờ làm kỷ niệm đó sẽ là một lễ vật dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Chúa. Phần còn lại trong lễ vật chay thuộc về Aaron và con trai người, đó là một vật trí thánh trong những vật dùng lửa dâng lên Chúa. Khi người dùng vật nướng trong lò làm lễ vật chay, phải lấy bột lọc mịn, làm bánh nhỏ không men nhồi dầu và bánh không men thoa dầu. Nếu dùng vật chiên trong chảo, làm lễ vật chay phải dùng bột lọc mịn không men nhồi dầu, bẻ từng miếng và chế dầu lên. Đó là tế lễ chay. Nếu dùng vật chiên trong chảo làm lễ vật chay cũng phải bằng bột lọc mịn chế dầu. Các người sẽ đem lễ vật chay sửa soạn như chuyên đến cho Chúa và giao cho thầy tế lễ. Người sẽ mang lên bàn thờ thầy tế lễ sẽ lấy một phần để dâng làm kỷ niệm thiêu trên bàn thờ đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho chúa phần lễ vật chay còn lại sẽ thuộc về a và con trai người đó là một vật chi thánh trong các tế lễ dùng lửa dâng lên chúa tế lễ chay dâng cho chúa không được pha men vì các ngươi không được thiêu men và mật ong trong tế lễ dùng lửa dâng lên chúa các người được dâng những vật đó cho chúa như lễ vật đầu mùa nhưng không được thiêu trên bàn thờ như tế lễ có mùi thơm phải nêm muối vào tất cả các tế lễ chay tế lễ chay dâng lên không bao giờ được thiếu muối giao ước của đức chúa trời các ngươi phải dâng muối chung với tất cả các lễ vật nếu ngươi dâng tế lễ chay cho chúa bằng hoa cả đầu mùa, người phải đem hạt lúa mới gặt rang trên nửa và tán nhỏ và dâng lễ vật đầu mùa dưới dầu vào và sắp nhũ hương lên. Đó là tế lễ chay, thầy tế lễ sẽ lấy một phần hạt tán và dầu với tất cả nhũ hương thiêu đi làm kỷ niệm. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên cho Chúa.